Hi, xin chào các bạn. Nay shop sẽ cho các bạn xem bài gắn ngô mới về nha. Đây, hàng vừa mới về là mở hộp cho các bạn coi liền luôn. Chúng ta sẽ coi bé từng bé nha. Hàng size baby. Đầu tiên mình tới với bé TCA nha. Đây. Rất là đẹp, bài gắn này rất là hiền nha các bạn. Đó. Không hề có độc nha. Dù ông bà ta nói là gắn màu mè là gắn độc dữ lắm, này nó hiền lắm. Size baby. Tuổi thọ của nó thì tầm 9 năm trở lên nha các bạn. Nuôi chỉ cần một cái hộp thôi. Gắn thì rất là dễ nuôi, không cần phơi nắng. Đồ ăn thì shop cũng có bán luôn nha, là mấy bé chuột này nè. Khi mua thì sẽ được tặng kèm đồ ăn luôn nha các bạn. Đó, bé thì sẽ sung quá. Có màu đẹp miên man luôn. Nhìn nha. Zoom lại. Cái vân cái bông của nó. Giá thì các bạn có thể nhắn tin trên Facebook nha. Hàng mới về mình cũng quên giá rồi. Đấy, một bé. TCA là một trong những loại nó hơi mắc tiền hơn các bé còn lại nha. Chúng ta đến bé rẻ nhất. Tông 1. Bé này thì có khách đặt rồi nha. Một em trai đã đặt. Đấy. Nó bồ cũng đẹp. Mình cũng có một bé bự, cái bé mà hay đăng trên YouTube các bạn coi. Bao sung nha. À. Các bạn thích gắn mà đợt này bé nào mà hết rồi thì chịu khó đặt liên hệ với shop đặt cọc tiền trước. Lô sau sẽ về tiếp theo nha. Ta đến hai bé Amel. Vì có một khách đặt bộ Amel rồi nên sẽ còn một bé mình trưng tại shop. Ai thích màu này thì có thể qua xem tại chỗ luôn. Nó cực kỳ đẹp. Nó y nhau nên mình mở một hộp nha các bạn. Mắt đỏ nha. Nhìn kỹ con mắt của ngắn này. Màu đỏ rất là đẹp nha. Đấy. Xung phóng mà mầm luôn. Vô có. Đặc biệt là mua gắn ở shop thì có ghi rõ giới tính nha, nên các bạn không phải lo. Giới tính thì người ta phải thường thường coi là bằng cách chọt cái cây vô. Mà chạy bên Thái nó đã làm cho mình rồi. Đến một bé màu cũng lạ lắm. Oh, Kitty. Đấy. Mỗi con gắn nó có cái bông màu khác nhau nên giá sẽ khác nhau nha. Oh. Hướng lại không kính luôn. Cái này biết diễn ta. Đấy. Quá đẹp chứ nó. Okay. Như này cũng chưa ai đặt nè. Có bạn nào thích thì ghé nha. Đây còn hai bé nữa. Ucha. Ucha với anh ơi. Ucha thì có người đặt rồi nghe. Qua cho mấy bạn coi chơi vui thôi. Ai thích thì đặt lô sau. Nhớ là đặt trước thì được tặng kèm luôn nha. Còn mua gắn cũng được tặng nữa. Hồi nào đặt trước thì được tặng hai con, còn mua thì chỉ được tặng một con thôi nha. Vì không có đặt trước. Nó tất nhiên là đặt trước thì bao giờ giá cũng ưu đãi hơn. Tranh thủ ngay shop vẫn đang nhận đặt hàng các lô sau. Còn bé nữa, bé này cũng chưa chủ. Hello. Cái tông của nó sẽ làm tông màu trắng đen các bạn. Đấy, cái vân nhìn từ dưới lên nè. Rất là đẹp. Hàng cũng bao khỏe, bao sung luôn. Hanabi nha các bạn. Đấy. Nuôi gắn thì chỉ cần bỏ hộp, bỏ một chén nước. Một tuần chăn một con chuột này là đủ. Chuột size cực kỳ nhỏ nha. Là mua sẽ được tư vấn nhiệt tình. Đầy đủ luôn. Ok. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Shop. Thích chơi gắn thì ghé shop nha. Có được tại shop. Có cả bán cả mồi, cả vật dụng cho gắn. Rồi, chào các bạn.